Xin chào anh em, vậy là đã trôi qua một tháng giãn cách xã hội với chỉ thị 16 và tính từ tháng 6 thì bây giờ là 2 tháng rồi, không được ra đường, không được tụ tập, đặc biệt cũng không được đá banh luôn. Nhưng mà giờ ghiền đá banh quá thì phải làm sao đây? Thế là thời gian qua mình đã biến nhà mình thành một sân bóng. Các bạn thấy đó, sân bóng không ở đâu xa, nó ở ngay trong đôi chân chúng ta, nó ở ngay xung quanh chúng ta mà thôi. Tập bóng đá tại nhà, tại sao không? Mà nếu như đã bắt tay vào tập thì chắc chắn là phải có mục đích tập luyện rất là rõ ràng đúng không nào? Cụ thể thì trong tháng 7 vừa rồi thì mình đã đặt ra một số mục tiêu nhất định và rất là mừng khi nó cũng đã đạt được một số hiệu quả nhất định. Đầu tiên thì mình đã trở lại tập freestyle football sau 2 năm bỏ tập để làm YouTube. Cảm giác khi trở lại thì thấy hơi nản nản một tí vì cũng rất là nhiều cái kỹ năng mà mình đã bị mất cảm giác. Chỉ trong một tháng 7 vừa rồi thôi thì mình đã lấy lại cảm giác cho các kỹ thuật ấy. Chẳng hạn như Around the World 15 vòng, các kỹ thuật 2 vòng trên không. Nói chung là nhiều lắm, kể không hết. Thì mời anh em xem qua một số cái video clip sau đây. Cái thứ hai đó là mình đã dành thời gian để tập luyện chân không thuận, đó là chân trái của mình. Trước kia thì chân trái của mình nó như phế, không có làm gì được hết trơn á. Nhưng mà sau một tháng thì kết quả thật bất ngờ luôn. Nó đã không còn phế như xưa nữa. Anh em cùng xem qua thử nhé. Phần upper thì mình có tập thêm top hip stone và side hip stone bên phía không thuận. Vậy là đường đến roller không còn xa nữa. Cái thứ ba đó là nghiên cứu về chiến thuật futsal. Mình dành rất là nhiều thời gian để xem video của các trận thi đấu bóng đá thế giới lẫn phong trào, tìm hiểu kỹ các chiến thuật và giờ tư duy futsal của mình đã lên một cái tầm mới rồi. Điển hình ở đây là mình có thể chia sẻ cho anh em một số cái chiến thuật hay ho lắm nè, anh em cùng xem lại với mình nha. Mấy view clip này mình có up trên TikTok toàn là triệu view không đấy.
bóng bắt đầu từ số 4, trả về số 3, từ 7 lên, 4 cắt giữa, 15 theo. Số 3 đưa bóng cho số 2, 14 lên, số 3 này chuyển cánh, 17 theo. Số 4 này kéo về, 15 theo. Số 2 dắt bóng vào giữa, số 14 theo kèm, số 15 vẫn theo kèm số 4. Số 3 đột ngột từ biên, cắt chéo, số 2 chặt khe lên. Lúc này số 5 pivot hút hậu vệ số 16 ra. Số 3 nhận bóng đối diện môn như vậy. Bóng bắt đầu từ số 1, đưa về cho số 2, số 14 theo. Số 2 đưa qua cho số 3, số 17 theo. Số 1 có thiên hướng bỏ vào trong. Số 3 trả cho số 5, số 16 che căng ngang. Số 5 có xu hướng trả về thì số 17 che, số 3 bước lên, số 17 che. Số 5 đá vào trong nhưng số 1 bó vào trong. Đối diện số 1 dứt điểm. Nếu mà số 15 bó vào đây, đá ngang cho số 4 như vậy. Và đó là trong bóng đá thôi nha. Còn về cuộc sống bình thường thì mình rất là may mắn khi mình và gia đình vẫn khỏe. Mình cũng dành thời gian cho bản thân rất là nhiều bằng việc xem phim đều đều, xem xong mấy bộ phim mà trước đây mà mình chưa bao giờ được xem, học được rất là nhiều điều thú vị. Mình nghĩ giãn cách xã hội là một cái điều mà trong chúng ta không ai mong muốn cả. Nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cuộc sống của mình. Thay vì đón nhận nó một cách tiêu cực thì mình đã đón nhận nó một cái cách tích cực hơn rất là nhiều. Để khi mà dịch qua rồi thì mình sẽ trở lại với một cái tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng hơn và năng lực của mình đã được cải thiện rất là nhiều. Còn 2 tháng vừa qua của anh em thì như thế nào? Comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và chúc anh em một ngày tốt lành và hy vọng chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh để có thể cùng nhau trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Mình là Phạm Minh Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.